Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình Tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 2 trên 6 của bài 20. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Tiếp theo chúng ta cũng tìm hiểu cái bảng từ. Từ thứ 11 ta có từ Duyện lại. Duyện lại âm hán Việt là chữ Nguyên và chữ Lai. Like". À, nguyên ví dụ như nguyên thủ tướng hay là nguyên giám đốc gì đó từ nguyên vẫn còn dùng và từ lai cũng còn dùng ví dụ xuân bất tái lai là mùa xuân không quay trở lại duyển lại ông hán việc là nguyên lai với cái nghĩa thứ nhất là trước đây và cái nghĩa cái nghĩa thứ hai á à, có nghĩa là cũ hoặc là thì ra ví dụ tôi vẫn làm việc ở công ty cũ tức là cái công ty trước đây á, thì chúng ta sẽ dùng cái từ duyển lại này 我还在原来的公司工作 hãy trai duyển lại tờ cung xưa cung cho À, duyễn lại à, hoặc là tôi vẫn ở cái chỗ cũ hòa say duyễn lại thời ti phân rồi cái nghĩa thứ hai là thì ra ví dụ như là cái điều gì đó mình biết rồi nhưng mà bây giờ nó hơi bất ngờ à, thì ra là như vậy ví dụ như một người nào đó đến nhà mình gõ cửa à, mình tưởng đó là ai lúc nửa đêm nhưng mở ra thì ra là một đứa bạn duyễn lại suy cơ phận vô lại suy dị cơ phận vô chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới nào nhị mê mê say nào cung chua Ni mê mê chay nà rô cho Em gái của bạn làm việc ở đâu vậy? Tha hải chay yuen lai tờ cung sư cung cho Tha hải chay yuen tờ cung sư cung cho Cô ấy hoặc là nó vẫn làm việc ở cái công ty cũ Chay yuen lai tờ cung sư cung cho Vẫn làm việc ở công ty trước đây Wo zhi dao là tôi biết rồi. Thái biển, giảng, công sư. Thái biển giảng là Thái Bình Dương Dô Xen Cung Sư là công ty trách nhiệm hữu hạn Dô Xen là hữu hạn Cái cụm mà Dô Xen Cung Sư là trước đây chúng ta cũng từng gặp rồi Ở đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Bình Dương Thái biển giảng Dô Xen Cung Sư Rồi một uh, ví dụ nữa Chuyện quên na cơ rảnh sứ suỵ quên xin hỏi Na cơ rảnh sứ à cái người đó là ai vậy? Cái người đó là ai vậy? Sư Quảng Xen Sơn Sư Quảng Xen Sơn là ông Vương đấy Duyên sư tha Duyên lại sư tha à, Thì ra là ông ấy Chuy tha phang lại là Chuyên là gần đây Tha phang lại là Ông ấy đã mập lên rồi à, Tức là gần đây ông ấy mập lên rồi Nên tôi không có nhận ra Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc Nì mê mê chai nào cung chua 他还在原来的公司工作，我知道了，是太平洋有限公司。请问那个人是谁呀？是王先生。原来是他，最近他胖起来了。 Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ 12 từ thứ 12 là sư dỗ sư dỗ hán việt là tự do thì mình vẫn còn dùng từ này à, tự do đây nó dùng như một cái tính từ ví dụ như rất tự do là hình sư dỗ công việc của tôi rất là tự do và cung cho hình sư à, dỗ sư dỗ là tự do chúng ta xem ví dụ bên nì cũng cho cho công việc của bạn thế nào Chi trở công do hình tư dỗ Chi trở công do Cái công việc của phóng viên Hình tư dỗ là rất tự do Khờ sư dù sư hô hình mạng Khờ sư dù sư hô hình mạng Nhưng mà có khi cũng rất bận Nì công do nó Nì công do nó Còn công việc của bạn thì sao Ồ công do bố thai mạng Ồ công do bố thai mạng Công việc của tôi thì không có bận lắm 可是 là nhưng Mày thiên thiên là mỗi ngày tôi Đều phải ngồi ở trong công ty sư mày thiên tôi dài cung lý là tại sao Tức là hoan ý cơ Tại sao không đổi một cái công việc khác Nén tỷ là Nén tỷ là cuối năm rồi miếng nén chai số bà miễn nén chai số bà sang năm rồi hãy tính miễn nén là năm sau cái việc gì đó mà mình dùng từ chai số à, nó sẽ có cái nghĩa là từ từ rồi tính ví dụ gì khô chai số bà sau này rồi hãy tính miễn nén chai số bà sang năm rồi hãy tính xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào nì cũng cho chậm bây anh chi trợ cũng cho hình tự do, khởi hình mảng.

À, nhưng mà nó có một cái nghĩa tức là à, thú vị hoặc là hay ví dụ cái phim nào đó hay cũng dùng từ này cuốn sách hay cũng dùng từ này cái người nào đó hay thú vị mình trò chuyện cảm thấy hay ho cũng có thể dùng từ này được ví dụ trên bình xu hẳn dụ di xưa quyển sách này rất hay napoleon diện hẳn dụ di bộ phim nó rất hay treo cơ Rỉnh, hẳn dụ di cái người này rất là thú vị nếu phủ định thì chúng ta sẽ nói là mỹ rồi di xưa à, trên bình xu mỹ rồi di quyển sách này không có hay ho gì hết chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới nào rồi chúng ta có cái ví dụ thứ nhất trơ bình su hình di sơ trơ bình su là quyển sách này di sơ là có thú vị còn hình dầu di sơ là rất thú vị câu thứ hai na pu diện mỹ dầu di Na Pu Diện là cái bộ phim đó cũng có thể nói là Na Tiên Thiên Diện Mỹ rồi dễ không thú không thú vị gì không hay ho gì. <laughs> Châu Mô kinh phận với bạn bè đi uống cà phê, Hẳn ý sự. Châu Mô là cuối tuần kinh phẫn bạn cùng với bạn bè đi uống phê, đi uống cà phê, Hẳn ý sự. rất thú vị. <laughs> Chỗ thiên Chỗ thiên tờ nạp bu diễn trầm Cái bộ phim hồi tối hôm qua đó Thế nào? Chỗ thiên tờ nạp bu tiên rất thú vị Nạp bu chào sầm mò chào Cái bộ phim đó gọi là gì? Chào sầm mò Chào tên là chiên Hoặc là tên là tinh môn chiến hùa mệnh là tinh võ môn chúng ta có cái từ mở rộng này xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào chơi bình su khá tiếp cái đoạn đồng thoại bên dưới chỗ thiên na diện Na bu yin ma? Kim wu Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ 14. Từ thứ 14 là trùng. Trùng âm hán Việt là tổng. Là tổng. Thì nó cũng có nghĩa là tổng thôi. Chúng ta xem các ví dụ bên dưới. Ví dụ trùng côn. Trùng cung là tổng cộng. Từ côn này trong từ y côn. Y côn cũng là tổng cộng. Trùng cung cũng là tổng cộng à, chúng ta có cái ví dụ bên phải chín thiên trùng cung dù ba cơ rỉnh lại chín thiên trùng cung dù ba cơ rỉnh lại hôm nay à, tổng cộng có 8 người đến tổng cộng có 8 người đến một ví dụ nữa trùng chiến lị trùng à, từ này chúng ta cũng gặp rồi là tổng giám đốc Wang sen sơn sư cung sư trùng chiến lị quản sơn sư cung sư trùng chiến ông vương là tổng giám đốc của công ty cái tiếp nữa, chủng lý, chủng lý là thủ tướng. Chủng chiến lý là tổng giám đốc, còn chủng lý không là thủ tướng. Rạng Xuân phủ chủng lý, rạng Xuân phủ tức là Nguyễn Xuân Phúc. Rạng Xuân phủ chủng lý, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Sư Việt Nam Trung Bộ Rận. Sư Việt Nam Trung Bộ Rận là người ở miền Trung của Việt Nam. Rạng Xuân phủ chủng lý, Sư Việt Nam Trung Bộ Rận. Cái tiếp nữa chủng thùng Chủng thùng là tổng thống Hòa hình xì hoan mì của sen rên chủng thùng Hòa hình xì hoan là tôi rất thích Mì của chủng thùng là tổng thống Mỹ Mì của sen rên chủng thùng tức là tổng thống Mỹ hiện nay Sen rên tức là đương nhiệm tức là tổng thống hiện nay à, Đương kim tổng thống á Hò Hòa xì hoan mì của sen rên chủng thùng chúng ta xem cái đoạn đàm thoại ngắn ở bên dưới Ni cung quê, nì cung sư dù tố sầu quê trung của rệnh nì cung sư dù tố quê trung của rệnh công ty của bạn có bao nhiêu người trung quốc tố sầu quê ở đây có nghĩa là tố sầu cưa tố sầu cơ trung của rệnh chủng cung dù san sử lưu quê Trùng cung dù san sử lưu quê tổng cộng có 36 vị tức là 36 người Có người bình rệnh ma Có rư bình rệnh ma mỹ dù có người nhật không không có, xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. 9 tên cung dù ba cơ lại. sư tổng lý. Đoàn Xuân Phú tổng lý sư Việt Tôi rất thích tổng thống. Tiếp theo là đoạn đàm thoại. Ni công có bao nhiêu Trung Quốc? Tổng sử lưu 36 vị. Có người Nhật Bản mỹ Không. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ tìm hiểu từ thứ 15. Từ thứ 15 đọc là xian, xian là huyện, à, âm Hán Việt là huyện và mình bây giờ cũng còn dùng à, với cái nghĩa là huyện. Như vậy ví dụ huyện Củ Chi thì là Củ Chi xian, huyện Bình Chánh thì Bình Chánh xian. À, cái tên riêng thì tùy các bạn muốn dịch hay không thì tùy thôi hóc môn thì là hóc môn sen huyện hóc môn à, chúng ta dùng như vậy sen quan là quan huyện rồi chúng ta xem các ví dụ bên dưới ní lào gia chai ti phăng ní gia chai ti là quê à, quê của bạn ở đâu vậy chai ti cũng có thể nói là chai nở chai nở lì chai cụ trứ sen Trai củ trứ sen ở huyện củ chi củ trứ không biết là ai đã dịch cái từ củ chi ra thành củ trứ à, mình không hiểu có thể là dịch theo âm thôi tức là dịch âm củ trứ à, ở đây nó dịch là cổ chi cổ chi là nấm cổ chi là những cái thứ nấm linh chi đó, à, cổ cổ chi là nấm cổ thì thật ra không phải củ chi là tên một cái loài cây nhưng mà bây giờ người ta đã dịch như vậy và quen luôn rồi Đường do đi mà có nên bây giờ phải chịu thôi Cứ nói cụ trứ sen, cụ trứ tí to, địa đầu cụ chi thì là người ta biết Do dịch sai từ lúc đầu nên bây giờ phải chịu thôi Chắc cụ trứ sen ở huyện củ chi Lý sấn lì duyền mà Lý là cách Lý sấn lì duyền mà Cách trung tâm thành phố có xa xa không Sấn lì tức là sư trung xin, trung tâm thành phố á Bố thai yuền, không xa lắm, bố thai yuen. Ta gai sư sư vũ công lì lu Ta gai sư sư vũ công lì lu Khoảng 45 km. À, trong tiếng Hoa nó hay nói là 45 km đường. Nì sáng hủy lào giá Nì sáng hủy lào giá má. Bạn có thường về quê không? Mì cơ yue, của tôi hủy y sư. cơ của hủy y Mỗi tháng tôi đều về một lần.

Cái tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ 16. Từ thứ 16 đọc là quan, quan là quan. quan lại đó, từ quan đó, cũng có nghĩa là quan thôi. Sau này nó mở rộng thêm là cán bộ, cũng có cái nghĩa là cán bộ. Nhưng mà đó là trong khẩu ngữ người ta nói thôi. Ví dụ, xèo quảng hải trai diễn hạng cung cho ma. Xèo quảng hải trai diễn hạng cung cho ma. Xèo quảng còn ở, còn làm việc ở ngân hàng không hãy trai diễn hãng cung do mà bù tha hoan cung do là bù không tha hoan cung do là ừ, bạn ấy hoặc là anh ấy đã đổi công việc rồi hoan cung do là xin dài tha cho sầm mơ tha cho bây giờ anh ấy làm cái công việc gì tức là làm nghề gì cho sầm thiên số mau y cung do Mao y là mậu dịch tức là thương mại. Mau y thiên là sở thương mại. Thiên xô tha trai. Mau y thiên cung do Nghe nói anh ấy làm việc ở sở thương mại. Tha tăng quan là, tha tăng quan là anh ấy làm quan rồi. Bạn ấy đã làm quan rồi, tức là làm cán bộ rồi. Na chu cân mãn là, na là thế thì chưa là sẽ cân mãn là còn bận hơn nữa. Như vậy là trước đây cái bạn tên là xe quảng này rất là bận, mà bây giờ cân mãn thì còn bận hơn nữa. Rồi mở rộng thì ta có là Mao Y Thiên là sở thương mại. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xe quán hải trai diễn hãng công do mà. Bù, tha hoan công do là. Xin trai tha làm sầm mà cung do. Thiên số tha trai Mao Y Thiên công do. Tha tăng quán rồi. <laughs> là. Na chú cân mãn là tăng quan là làm quan Tức là làm cán bộ Đó là một cách nói thôi Cái tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ 17 là từ cua Từ cua này có rất là nhiều nghĩa Rất là nhiều nghĩa à, Trong phạm vi của bài thì mình có thể gặp nó, tiếp cận nó với cái nghĩa là Cua là đón, đón sinh nhật, đón lễ, đón Tết gì đó Và cua có nghĩa khác là qua Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới

Bây giờ tôi phải về nhà cho cơ sai Làm vài món ăn Chỉ cơ sai Vài món ăn sai không là món ăn Ví dụ như là Trung Quốc sai là món ăn Trung Quốc Duyên ảnh sai là món ăn Việt Nam của sĩ hoan Trung Quốc sai Quá sĩ hoan duyên sai Một đoạn nữa Xe quán đi qua lại bà

Của phụ mù là bố mẹ tôi thủ ý là đồng ý, thủ ý của chuyên mỹ của liễu sẻ là đồng ý cho tôi đi Mỹ du học, liễu sẻ là du học. Ví dụ đi Trung Quốc du học là suy Trung Quốc liễu sẻ, đi Nhật du học hoặc là đi du học Nhật, à, suy Nhật Bình liễu sẻ. À, đi Mỹ du học thì suy mỹ của liễu sẻ. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xèo cáo, chiến sang, hòa suy tả hoàng sửu bà. 不行，今天我奶奶过生日。现在我要回家做几个菜。王兰，你来吧，我有事要告诉你。有什么事？你说吧。我父母同意我去美国留学了。 Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ 18. Ồ, oh, na thai hảo la. na thai hảo la. Thế thì tốt quá. Chú chúc mừng bạn. Chú Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từ thứ 18. quay là, quê âm hán Việt là vị. Vị quốc vong thân, tức là vì nước quên mình. á Vị là vì, vị tha là biết vì người khác rồi từ từ lơ đó đọc là âm hán việt nó là liễu chữ liễu kết liễu cũng dùng chữ liễu này nhưng mà vị liễu thì không còn dùng tách ra thì vẫn còn dùng có nghĩa là vì hoặc là vì để chúng ta lưu ý như thế này trong tiếng việt mình nói là tôi đi mỹ là vì để du học hay là tôi đi mỹ là vì để thăm con cái gì đó nhưng trong tiếng hoa nó sẽ nói là vì thăm con cái mà tôi phải đi mỹ hay là vì học tiếng Anh mà tôi phải đi Mỹ hay là vì học tiếng Nhật mà tôi phải đi Nhật như vậy là nêu là vì cái gì trước xong rồi mới nói cái hành động sau tức là nêu cái mục đích trước rồi nêu cái hành động sau chúng ta lưu ý như vậy nếu mà nói ngược lại thì người ta cũng hiểu nhưng mà nó không có chuẩn chúng ta lưu ý vậy là được rồi chúng ta xem ví dụ bên dưới thiên số của liễu là của là xuất quốc tức là đi <laughs> ra nước ngoài thiên số của liễu là Sí ma? Nghe nói bạn sắp đi nước ngoài du học rồi phải không Giao cái gì đó là tức là sắp Giao lại là sắp đến rồi Giao xe gì là, là sắp mưa rồi Giao của liễu xẻ là sắp đi du học nước ngoài rồi Đi nước ngoài du học cũng được Dạ, sí à, đúng vậy Trước cái vệ đúng vậy Trước cơ tỷ, tôi đi rồi là cuối tháng là cuối tháng này Cuối tháng này thì tôi đi Mỹ, tôi đi rồi Nì chuy nà của liễu xuyên nà. Nì chuy nà của liễu xuyên nà. Bạn đi nước nào để du học về? Bạn đi đến nước nào để du học về? Wò chuy thải quán. Wò chuy thải quán. Tôi đi Đài Loan. À, tôi đi Đài Loan. Nì phu mù kể chén mà. Sư mà. Là bố mẹ bạn cho tiền phải không? Sư nì mà. Bù. À, Không tức là không phải đó, bổ sư đó. Vì là chuẩn bị xuế phê, vì là chuẩn bị xuế phê, à, vì để chuẩn bị học phí hoặc là để chuẩn bị học phí, trở liền nén lại là hai năm nay. Mày thiên của tôi giao cung cho sử chỉ có xẻo sữa nè. Mày thiên là mỗi ngày của tôi giao công cho tôi đều phải làm việc sử chỉ cơ xẻo sữa mười mấy tiếng đồng hồ. Như vậy là vì để chuẩn bị học phí mà hai năm nay mỗi ngày tôi đều làm việc mười mấy tiếng đồng hồ. 为了准备学费，这两年来每天我都要工作十几个小时呢。听说你要出国留学了，是吗？是啊，这个月底我就去了。你去哪国留学呢？去台湾。是你父母给钱吗？ Bù, là chuẩn phê, kế tiếp nữa, Chúng ta tìm hiểu từ thứ 19, Từ thứ 19 là thảo với hào, Thì chúng ta đọc là thảo hào, Thảo hào, à, Chữ thảo đó có nghĩa là thảo, Thảo luận á, Thảo luận là thảo luận, Thảo hào ở đây, À, có nghĩa là lấy lòng một cái chữ thảo nằm trong thảo luận vẫn còn dùng âm hướng công việc âm hướng việc vẫn còn dùng à, chữ hào là chữ hảo âm hướng việc cũng còn dùng nhiều hảo tâm hảo ý à, với cái nghĩa là lấy lòng chúng ta xem ví dụ bên dưới hảo chiều buổi chiên hảo chiều buổi chiên lâu rồi không gặp chơi chiên thì cũng cho mấy ăn chơi chiên thì cũng cho mấy an gần đây công việc của bạn thế nào Hảo bố Gần đây công việc của bạn thế nào Bố thai họ Bố sẽ hoàn cơ cung cho Bố thai họ không có tốt lắm Bố Tôi muốn đổi một cái công việc Tôi muốn đổi công việc khác Hoàn cung cho cho họ mà Nì cho Công việc của bạn không phải là rất tốt đó sao Ni cung bố họ

Hoan Thảo xin lì bởi vì tôi không thích lấy lòng giám đốc mới tức là cái giám đốc cũ thì đã thay đổi gì đó rồi và giám đốc mới lên và cái tên này thì không thích lấy lòng giám đốc mới xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Hảo chiều buổi <laughs> thì bố thai họ của xè hoan cơ cungù Nhi công作不是很好吗？现在跟以前不一样了。发生了什么事？因为我不喜欢讨好先尖利。kế <laughs> tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ 20 từ thứ 20 đọc là trù rển trù rển ông tiếng việt là chủ nhân thì vẫn còn dùng nhiều trong tiếng việt của mình. Thì mình có thể dịch là chủ hay là cái người chủ ừ, Vậy thôi Chủ hay là người chủ hay chủ nhân cũng được ừ, Chúng ta xem ví dụ bên dưới Nì cha tuy men đối diện nhà bạn Nì cha tuy men dù ý cơ hình ta thờ sang tiền Nì cha men dù cơ hình ta thờ tiền Đối diện nhà bạn có một cái cửa hàng thật là lớn Hình ta thờ sang tiền có một cửa hàng rất lớn Tuy à, đúng vậy Sáng tiên tờ chủ rễn, tức là chủ của cửa hàng. sư của bà bà tờ phận là bạn của bố mình đấy, hoặc là bạn của bố tôi đấy. sang tiên tờ chủ rễn, thực ra có thể nói tắt là tiên chủ là đủ. Tiên là cửa hàng, trụ là trụ rễn đó đó. sang tiên tờ chủ rễn có thể nói tắt là tiên chủ, nhưng mà đây mình dùng từ đầy đủ để các bạn xem tham khảo thêm thôi. sang tiên lị, mai bì khở bình dư ba sang tên lì mai bị khở bình xưa ma trong cửa hàng có bán bút và vở không vậy mai à, có chúng ta bắt cái động từ chính từ trên xuống trả lời chúng ta không có trả lời là dồ mà chúng ta nói là có à, chúng ta nói là có thì dịch là mai nị giáo mai ở bạn muốn mua những cái thứ gì cũng có đó miễn thiên sang của do y xe Quẩn trì là văn cụ, có nghĩa là dụng cụ văn phòng hoặc là văn phòng phẩm. Miễn thiên hoàn sang của Do Chi Mãi Y Tối ngày mai tôi sẽ đi mua một ít văn phòng phẩm Y Xé. Và mở rộng chúng ta có từ quẩn chi Quẩn trì là văn cụ, có nghĩa là văn phòng phẩm, dụng cụ văn phòng. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. Nì che tôi <laughs> men dù y cơ hình ta thờ sang tiền. 对啊，商店的主人是我爸爸的朋友。商店里卖笔和本子吗？卖，你要买什么东西都有。明天晚上我就去买一些文具。 Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 2 trên 6 của bài 20. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. À, xin chào.